của Kano Desai, phải lòng một trong những cuộc chinh phạt của mình, chỉ để chứng kiến cô bị hủy diệt bởi những vị thần ghen tị khác. Cùng quẫn, anh ta đòi làng gái phải gửi trinh cho anh ta hàng tháng, nếu không sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh ta. Thế thử, thêm này thêm.